Champions League đã trở lại với những cung bậc cảm xúc cùng diễn biến khó lường. Sau một đêm đầy bất ngờ, liệu các trận đấu vào rạng sáng mai có mang lại điều tương tự? Với huấn luyện viên Pep Guardiola của Man City, ông bày tỏ sự thận trọng dù chỉ phải gặp một đối thủ yếu hơn về mọi mặt. Trong khi đó, đội bóng cùng thành phố Man United vừa đón tin vui từ một trụ cột hàng thủ. Còn fan Quỷ Đỏ cũng mừng thầm khi rộ tin Casemiro được đá chính vào cuối tuần. Cụ thể ra sao? Tất cả sẽ có trong bản tin chiều hôm nay. Nhắc đến Champions League, hẳn chưa ai quên huấn luyện viên Tuchel, người đưa Chelsea vô địch đấu trường này cách đây hơn một năm. Hiện tại, chiến lược gia người Đức vẫn chưa có định trở lại kịp cầm quân, dù nhận không ít lời mời. Mới đây, câu lạc bộ Bayer Leverkusen liên hệ huấn luyện viên Tuchel để thay thế cho Gerardo Seoane. Ấy vậy mà huấn luyện viên 49 tuổi muốn có thêm thời gian nghỉ ngơi sau khi bị Chelsea sa thải, đồng thời hướng đến những đội bóng giàu tiềm lực hơn. Kể từ khi Tuchel rời Chelsea, ngoại hạng Anh đã chứng kiến thêm 2 huấn luyện viên bị sa thải và rất có thể cái tên tiếp theo sắp lộ diện. Theo truyền thông Anh, chủ tịch câu lạc bộ Nottingham Forest Evangelos Marinakis đã đình chỉ gia hạn hợp đồng với huấn luyện viên Steve Cooper sau những kết quả bết bát kể từ đầu mùa với 6 trận thua, 1 thắng và 1 hòa. Nottingham đang đứng cuối bảng xếp hạng. Ban lãnh đạo của câu lạc bộ sẽ sớm tổ chức một cuộc họp để đánh giá lại tình hình. Theo The Sun, huấn luyện viên Rafa Benitez là ứng cử viên tiềm năng cho chiếc ghế nóng tại Forest. Một câu lạc bộ cũng có phong độ không tốt gần đây là Leicester, nhưng thay vì sa thải huấn luyện viên, bày cáo đang hướng đến việc nâng cấp đội hình. Theo tờ Manchester Evening News, Leicester chuẩn bị gửi lời đề nghị mượn Donny van de Beek trong tháng 1 tới, kèm theo đó là điều khoản mua đứt với giá 13 triệu bảng. Đây có thể được xem như là phương án êm đẹp cho tất cả các bên, bởi mùa giải này van de Beek vẫn chưa được huấn luyện viên Ten Hag trọng dụng. Trái ngược với van de Beek, Martial lại đang được chiến lược gia người Hà Lan tin dùng. Dưới thời Ten Hag, tiền đạo người Pháp như được hồi sinh khi liên tục tỏa sáng trong màu áo Man United. Vì vậy, ban lãnh đạo Quỷ Đỏ đang tiến hành giữ chân Martial lâu dài. Theo Team Talks, dẫn lời của nhà báo Fabrizio Romano, Martial muốn được đảm bảo thời lượng ra sân thường xuyên trước khi đặt bút ký vào hợp đồng mới. AS Roma cũng đang ra sức giữ chân trụ cột của mình. Đội bóng thủ đô Italia được cho là đang tiến gần tới việc gia hạn thành công với Zaniolo. Hợp đồng mới của cầu thủ này có thể kèm được khoản phá vỡ hợp đồng trị giá 50-60 triệu euro. Cùng với đó, ban lãnh đạo của Roma cũng chuẩn bị đưa ra giao kèo mới với huấn luyện viên Mourinho. Dự kiến Roma muốn Mourinho gắn bó đến năm 2026. Theo truyền thông Italia, Pogba đã tập nhẹ tại đại bản doanh của Juventus. Tiền vệ người Pháp hoàn tất bài tập chạy, sau đó có mặt ở phòng gym để tập thêm các bài khác nhằm cải thiện thể lực. Nhiều khả năng Pogba có thể trở lại sân cỏ vào giữa tháng 10. Đây là thông tin không thể vui hơn với huấn luyện viên Allegri lẫn cá nhân Pogba. Trước đó, nhiều ý kiến cho rằng anh phải điều trị lâu hơn và có nguy cơ không thể tham dự World Cup 2022. Mới đây, Messi đã lọt vào danh sách đề cử giải thưởng bàn chân vàng. Đây là giải thưởng nhằm vinh danh những cầu thủ trên 28 tuổi. Trong quá khứ, Cristiano Ronaldo, Mohamed Salah, Luka Modric và Edinson Cavani đã giành được giải thưởng bàn chân vàng. Đáng chú ý, El Puga từng 7 lần được đề cử nhưng chưa bao giờ giành được danh hiệu trên. Với việc đang có phong độ cao, Messi đang là ứng cử viên số 1 cho giải thưởng bàn chân vàng năm nay. Ở tuổi 35, Messi được đề cử bàn chân vàng, còn ở tuổi 33, Gareth Bale lại vừa cho ra đời thương hiệu bia mang tên mình. Siêu sao xứ Wales vừa tung ra thị trường nhãn hiệu bia của riêng mình để gây quỹ cho các hoạt động bóng đá. Được biết, sản phẩm này là kết quả của sự hợp tác giữa Bandai và Glamorgan Brewing, công ty sản xuất đồ uống ở vùng Tây Nam xứ Wales. Theo chia sẻ của công ty này, việc ra đời thương hiệu bia Gareth Bale còn là để kỷ niệm lần đầu tiên đội tuyển xứ Wales có mặt tại World Cup sau 64 năm. Robinho bị kết tội hiếp dâm vào năm 2017 với bản án 9 năm tù do tòa án tuyên. Thế nhưng quá trình kháng cáo của anh vẫn tiếp tục ở những năm sau đó. Cựu cầu thủ Brazil liên tục bác bỏ những cáo buộc rằng anh ta đã tham gia vào vụ cưỡng hiếp tập thể một phụ nữ Albania tại Milan vào năm 2013. Thế nhưng tòa án ở Roma đã bác đơn kháng cáo của Robinho và những người có liên quan. Bộ Tư pháp Ý đã yêu cầu dẫn độ Robinho khỏi Brazil sau khi cầu thủ này bị kết án 9 năm tù vì tội hiếp dâm. Đêm nay, Champions League tiếp tục với lượt trận thứ 3 vòng bảng. Man City được dự đoán sẽ có trận đấu nhẹ nhàng khi tiếp đón câu lạc bộ từ Đan Mạch Copenhagen. Đoàn quân huấn luyện viên Pep Guardiola hiện như một cỗ máy chiến thắng với khả năng ghi bàn xuất thần của Erling Haaland, cùng hệ thống lối chơi được vận hành xuất sắc được ông xây dựng. Dẫu vậy, Pep Guardiola vẫn tỏ ra vô cùng thận trọng trước thềm trận đấu này. Trong buổi họp báo trước trận, chiến lược gia người Tây Ban Nha chia sẻ: "Tôi đánh giá cao Copenhagen, không dễ để có thể tái hiện kết quả như ở trận gặp Sevilla. Tôi biết chất lượng cầu thủ của Copenhagen. Họ không đơn thuần phất bóng dài lên cho tiền đạo chạy chỗ. Họ có năng lực, có sự tự tin để chơi và triển khai bóng từ phần sân nhà. Tôi đã rất bất ngờ bởi những điều mà Copenhagen có thể làm được."
Về tình hình lực lượng, Pep Guardiola cho biết Rodri đã trở lại luyện tập, còn Kyle Walker nhiều khả năng phải ngồi ngoài ở trận này. Hai cầu thủ khác cũng khó có cơ hội ra sân trước Copenhagen là trường hợp của John Stones và Calvin Phillips. Với đội bóng cùng thành phố, Man United vừa đón nhận tin vui về mặt lực lượng. Cụ thể, Raphael Varane có thể trở lại sân cỏ sớm hơn dự định. Trung vệ người Pháp đã gặp chấn thương trong trận derby thành Man cuối tuần qua. Theo chuẩn đoán ban đầu, anh có thể phải nghỉ thi đấu một tháng. Nhưng qua cuộc chụp chiếu kiểm tra, cầu thủ người Pháp chỉ bầm tím mắt cá chứ không bị giãn dây chẳng. Dự kiến Varane sẽ được nghỉ dưỡng sức chuyến làm khách ở đảo Sip tại Europa League. Anh có thể trở lại khi Man United tiếp đón Everton ở vòng đấu thứ 10 ngoại hạng Anh. Một thông tin không thể vui hơn với người hâm mộ Quỷ Đỏ, bởi Varane đóng vai trò rất quan trọng trong hệ thống hàng phòng ngự của Man United. Câu hỏi đặt ra là huấn luyện viên Ten Hag sẽ sử dụng cặp trung vệ nào cho trận đấu tại Europa League sắp tới. Khả năng cao chiến lược gia người Hà Lan sẽ dùng Lindelof thay Varane như trong trận gặp Man City vừa qua. Theo cây viết Jason Wood từ Telegraph và Daily Mail tiết lộ, tiền vệ Casemiro chuẩn bị có trận đá chính đầu tiên ở Ngoại hạng Anh mùa này. Cụ thể, nhà báo này tiết lộ nhiều khả năng cầu thủ người Brazil sẽ chơi bên cạnh Eriksen ở tuyến giữa trong trận đấu gặp Everton cuối tuần này. Huấn luyện viên Ten Hag đã chịu không ít chỉ trích khi để Casemiro ngồi dự bị kể từ khi anh cập bến Old Trafford. Lý giải cho việc cất bản hợp đồng đắt giá trên băng ghế dự bị suốt thời gian dài, Ten Hag cho biết ông không muốn thay đổi công thức chiến thắng. Vào ngày chúng tôi ký hợp đồng với Casemiro, Manchester United bắt đầu giành chiến thắng trở lại và chơi tốt. Toàn đội thi đấu ổn định, đặc biệt là Scott McTominay, người cùng vị trí với Casemiro. Cậu ấy đã thể hiện ấn tượng chuỗi 4 chiến thắng tại Ngoại hạng Anh. Tôi cảm đoàn Casemiro sẽ đóng vai trò quan trọng trong đội hình. Cậu ấy sẽ dần hòa nhập và đá chính theo cách tự nhiên. Và với việc để thua muối mặt trước Man City, cuối tuần này sẽ là cơ hội để ông thực hiện điều đó. Có thể thấy Ten Hag phần nào cũng vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng. Nhưng ít ra, ông chưa phải đối đầu với cơn thịnh nộ từ các cổ động viên, điều mà Jurgen Klopp đang đối mặt. Theo thông tin từ tờ The Mirror tiết lộ, trước thềm trận đấu với Rangers tại Champions League, một số cổ động viên quá khích của Liverpool đã đụng độ với cảnh sát. Đa phần những người này có ý định gây hấn với cổ động viên của Rangers. Thế nhưng bên cạnh đó, một bộ phận fan lại muốn phá hoại bức tranh về huấn luyện viên Jurgen Klopp lẫn Alexander Arnold. Cụ thể, cảnh sát tại Liverpool đang tiến hành điều tra việc những bức tranh tường về huấn luyện viên Jurgen Klopp và Trent Alexander-Arnold ngay ngoài sân Anfield và trên đường phố Liverpool bị phá hoại. Theo ghi nhận từ tờ Daily Mail, bức tranh vẽ trên tường về huấn luyện viên Jurgen Klopp đã bị tạt sơn màu xanh, còn bức tranh về Arnold bị vấy bẩn đằng sau sơn màu trắng. Cảnh sát địa phương cho biết, đây là hành vi không thể tha thứ và chúng tôi đang tiến hành điều tra thủ phạm của vụ việc này. Chúng tôi đang rà soát các đối tượng thông qua việc lấy lại hình ảnh từ máy quay giám sát bên ngoài sân Anfield cùng những địa điểm khác. Một số nghi phạm đã được triệu tập. Hiện tại chưa rõ danh tính của các nghi phạm cũng như liệu đó có phải là fan cuồng của Liverpool hay là cổ động viên của Rangers hoặc Everton. Một số nghi vấn cho rằng đây là động thái phản đối huấn luyện viên Jurgen Klopp cho phong độ bết bát của Liverpool từ đầu mùa. Theo The Times, Ukraine sẽ tham gia liên minh cùng Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha để đấu thầu đăng cai World Cup 2030. Tổng thống Volodymyr Zelensky được cho là đã thúc đẩy Ukraine tham gia đấu thầu đăng cai giải đấu số 1 hành tinh với sự chấp thuận của chính phủ Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Theo The Times cho rằng sự bổ sung này là một đòn giáng mạnh đối với ứng cử viên gồm Liên minh Hy Lạp, Ai Cập và Ả Rập Xê Út đang cố gắng chạy đua đăng cai World Cup 2030. Việc ứng cử này hứa hẹn sẽ nhận được ủng hộ từ cả châu Á, châu Phi và châu Âu. Ukraine từng đăng cai giải vô địch châu Âu 2012 cùng với Ba Lan, thể hiện trình độ tổ chức cao, điều đã được lặp lại trong trận chung kết Champions League 2018 diễn ra tại Olympic Kiev. Bản tin chiều 5 tháng 10 xin được khép lại tại đây. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành cùng bình luận viên Anh Quân News. Xin chào và hẹn gặp lại. Bạn không có nhiều thời gian để đọc sách, bạn muốn tiếp cận với sách theo cách linh hoạt nhất có thể. Audiobooks hay còn biết đến là sách nói sẽ là lựa chọn hợp lý dành cho bạn. Hiện tại trang WeScan của bình luận viên Anh Quân bắt đầu khởi động chương trình Audiobooks với các nội dung hấp dẫn được xuất bản hàng tuần. Chỉ cần làm nhiệm vụ là bạn có thể sở hữu được những quyển Audiobooks với giá 0 đồng. Nếu bạn sở hữu đủ 5 quyển, bạn sẽ được tự do chọn lựa một quyển sách bất kỳ có trên trang WeScan của bình luận viên Anh Quân và hoàn toàn miễn phí. Đặc biệt hơn, quyển sách ấy sẽ được tặng kèm với chữ ký của tôi. Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ bình luận viên Anh Quân.